Bây giờ tôi sẽ đo chiếc Mazda này bằng cách là tôi ấn nút ở bên ngoài lên. Đây, bây giờ là 100 hồng ngoại. Nhưng vào bên trong thì nó sẽ lên khoảng 9%. Dán phim cách nhiệt là một trong những nâng cấp phổ biến nhất khi chúng ta mua một chiếc xe mới. Trên thị trường hiện nay có khoảng 20 hãng chuyên làm phim cách nhiệt với đủ phân khúc giá, từ rẻ cho đến cao cấp. Tuy nhiên, chính vì thị trường phim cách nhiệt quá phân mảnh nên nhiều khách hàng Việt đã dán phim cách nhiệt nhưng không đạt được mục đích chống lại ánh nắng mặt trời như kỳ vọng. Xin chào tất cả mọi người, chính vụ hè đã đến rồi mà rất nhiều người vẫn email hỏi tôi là có nên dán phim cách nhiệt khi mua xe ô tô hay không. Chúng tôi đã làm rất nhiều những cái video về vấn đề này rồi và tôi xin khẳng định là khi mua xe xong, việc đầu tiên các bạn cần làm là dán phim cách nhiệt. Điều thứ nhất, nó sẽ bảo vệ làn da của bạn bởi rất nhiều những cái tia không tốt. Thứ hai, nó sẽ giảm được nhiệt độ ở trong khoang lái thì nó sẽ tiết kiệm xăng, rồi nó sẽ tốt hơn cho những cái thiết bị ở trong khoang lái đó. Tiết kiệm hơn, sức khỏe hơn, tội gì chúng ta không làm. Thậm chí ngày hôm nay tôi đã phải mượn anh Trung H3T một chiếc xe rất là xịn. Lát nữa chúng ta sẽ xem là một cái xe kính xịn mà không dán phim cách nhiệt với một chiếc xe thường dán phim cách nhiệt thì nó khác nhau đến như thế nào. Thậm chí tôi bật mí luôn là chiếc xe dù xịn đến mấy mà không có phim cách nhiệt ý, thì nó cũng sẽ có rất nhiều những thứ ảnh hưởng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ thử đo nhiệt độ ở bên ngoài. Trời ngoài đang rất là nắng. Tôi cũng đang sóng ngất vì nắng ở đây. Đây, bây giờ tôi sẽ đo thử nhiệt độ ở bên ngoài. Xem là cái khu vực này nó là bao nhiêu độ. 52, 53 độ ở trụ A. Đây, sang bên này. Cũng 52, 53 độ. Có nghĩa là hai bên này đều ngang nhau về nhiệt độ ở bên ngoài. Tôi đã phơi nắng hai xe này cũng gần nửa tiếng rồi. Thì cái đấy là chuyện rất bình thường. Còn bây giờ chúng ta sẽ vào trong để xem là bề mặt táp lô của hai xe này sau khi phơi nắng nó có sự khác biệt như thế nào nha. Tôi sẽ đo cùng một vị trí là ở ngay trên vô lăng, cái miếng ốp nhựa trên vô lăng. Đây, hiện tại chiếc xe mẹc với kính xịn sò là 67,8 độ. Không biết các bạn đã nhìn thấy chưa? Ok, 67,8 độ. Đấy, kính còn là kính mẹc rất là xịn đấy. Còn cái chiếc xe Mazda này thì kính không thể bằng được đâu. Bây giờ chúng ta sẽ sang đo thử xem cũng đúng cái vị trí đấy và thời gian phơi nắng như thế, nếu mà một chiếc xe được dán phim cách nhiệt thì nó sẽ như thế nào. 47,6 độ. Đó, một sự chênh lệch gọi là khủng khiếp luôn. Rất khủng khiếp luôn. Thì đây là cái phim 3M. Tôi đã từng dán một cái phim cách nhiệt 3M ở trên chiếc xe mẹc của tôi. Cũng loại gần như là đắt tiền nhất. Tại sao tôi lại chọn như thế? Bởi vì nó cực kỳ quan trọng cho sức khỏe. Nhiều cái ví dụ minh chứng là khi mà ngồi ở đây, cái bên mặt bên này, bên trái bị già hơn mặt bên phải. Vì sao? Bởi vì chúng ta tiếp xúc với ánh nắng nhiều ở mặt bên này khi mà ngồi xe lái ở đây. Còn bên này chúng ta tiếp xúc ít hơn, cực kỳ hại sức khỏe. Còn cái dòng 3M ngày hôm nay chúng tôi dán trên chiếc xe này là dòng 3M IR Series, chống tia hồng ngoại và chống tia cực tím cực kỳ tốt. Bởi vì nếu như không chống được những cái tia đó ấy, thì cực kỳ có hại. Cái xe này nó giảm cái tia hồng ngoại lên đến gần như là triệt để, rất triệt để. Để chứng minh cho khả năng cản tia hồng ngoại của 3M IR Series, nhóm trải nghiệm đã bố trí một thí nghiệm thực tiễn với hai thanh sô-cô-la đặt sau hai tấm kính. Một tấm kính có dán phim cách nhiệt thông thường và tấm còn lại dán phim cách nhiệt 3M Ceramic hồng ngoại. Những thanh sô-cô-la đại diện cho làn da hành khách trong xe liên tục chịu sức nóng từ đèn hồng ngoại chuyên dụng. Để đảm bảo sự công bằng ở mức tối đa, phòng thí nghiệm được giữ ở nhiệt độ cố định 24 độ nhờ hệ thống điều hòa. Kết quả là thanh sô-cô-la đặt sau tấm kính dán phim cách nhiệt 3M Ceramic hồng ngoại không bị tan chảy và vẫn có thể đứng thẳng, trong khi thanh còn lại đã nhanh chóng tan chảy. Bây giờ tôi sẽ có một cái thiết bị đo này để đo hồng ngoại và cũng như UV ở trên chiếc xe mẹc mà không dán phim cách nhiệt, xem nó như thế nào nhé. Tôi sẽ bật ở ngoài trước.
Nếu như ở ngoài đang là 100% ở chế độ đo tia hồng ngoại. Đây các bạn nhìn đi. Đấy, thậm chí lên 120. Đó. Thì khi vào đây với cái phim zin của Merck thì nó là 39-40%. Đấy, đây là hồng ngoại này. 38%, giảm rất nhiều. Rồi, bây giờ tôi sẽ chuyển sang chế độ đo tia UV nhá. Hiện tại UV ở bên ngoài đang là 100%. Khi cho vào xe của Merck 0%, 0,1%, gần như là triệt tiêu hoàn toàn cái tia UV. Tia UV là tia có hại cho da, cho sức khỏe. Còn cái tia hồng ngoại nó sẽ làm nóng ở bên trong. Bây giờ chúng ta sẽ sang thử xem cái chiếc xe Mazda kia, khi mà dán phim cách nhiệt 3M IR series loại chống tia cực tím, chống tia hồng ngoại, vân vân và vân vân, nó sẽ như thế nào. Xin mời. Bây giờ tôi sẽ đo chiếc Mazda này bằng cách là tôi ấn nút ở bên ngoài lên. Đây, bây giờ là 100 hồng ngoại. Khi chúng ta đi vào, giảm rất nhiều. Bây giờ chỉ còn 9% thôi. 9%. Không biết các bạn đã nhìn thấy chưa? Đó, ra ngoài một phát là 100% luôn. Đã nhìn rõ chưa ạ? Đấy. Cái chỉ số nó nhảy vì tùy theo đám mây, mây nó ở trên mặt trời thì nó sẽ nhảy. Đấy. Góc nữa. Nhưng vào bên trong thì nó sẽ lên khoảng 9%, có nghĩa là giảm rất nhiều. Bây giờ tôi sẽ đo tia UV trên chiếc xe này. Tôi sẽ bật ở ngoài. Hiện tại ở ngoài UV đang là 100%. Tôi cho vào trong xe 0% luôn. Không hề có một chút tia UV nào lọt được vào bên trong với cái xe mà đã dán phim cách nhiệt 3M IR series, một loại mới. Đó, cực kỳ chuẩn. Cho nên là ấy, bạn mua xe xong, bạn trước khi bạn làm gì đấy, làm ơn dán phim cách nhiệt vào cho tôi. Vừa mát, vừa đảm bảo là không hại sức khỏe. Chuẩn chỉ chưa ạ? Và tất nhiên nhìn ở bên ngoài thì các bạn sẽ thấy là một chiếc xe mà được dán phim cách nhiệt 3M IR series thì các bạn sẽ thấy hoàn toàn khác so với chiếc xe bên kia. Chiếc xe bên kia thì nhìn xuyên thấu, mặc dù là kính rất xịn rồi nhưng vẫn nhìn xuyên thấu. Chưa kể những chiếc xe rẻ tiền hơn thì nhìn nó còn trắng bệch ra. Thì chiếc xe này nó có những cái màu rất đẹp và chúng ta gần như là rất khó nhìn vào trong, hay nói cái khác là khó có thể nhìn vào trong được. Nhưng ở bên trong mà nhìn ra thì lại cực kỳ rõ ràng. Thậm chí ở bên ngoài một số góc các bạn sẽ nhìn thấy là nó có cái màu xanh nhìn rất lạ, mà hãng gọi là thách thức bật cá tính. Nhìn nếu mà trẻ thì tôi thích cái kiểu này hơn. Thì cái dòng này là cái dòng IR series thì nó cũng có một cái màu nhìn rất là ấn tượng. Và nó cũng có nhiều cái độ xuyên sáng khác nhau thì tùy theo sở thích và cái nhu cầu của mỗi người mà các bạn chọn thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào trong để cùng trải nghiệm xem là cái xe mà dán phim cách nhiệt này nó sẽ như thế nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cái phim 3M IR series hay là IR series ở trên đường. Thì rõ ràng khi mà ngồi ở trong một cái xe mà dán phim cách nhiệt, và đặc biệt là phim cách nhiệt xịn ý, thì thứ nhất dù trời có nắng chang chang và 36, 37 độ, thậm chí 40 độ, những cái tia nắng nó chiếu vào thì bạn sẽ không bị rát. Bạn sẽ không bị rát ở tất cả những cái khu vực mà nó chiếu tia nắng vào. Đây là cái rất hay mà khi mà bạn đi những chiếc xe không dán hoặc là có dán những cái phim mà rẻ tiền thì các bạn sẽ cảm thấy ngay là chỗ nào mà nắng chiếu vào là nó rát ngay lập tức. Cái thứ hai là về cái độ trong. Độ trong rất quan trọng nhá. Nhiều người không để ý. Tôi chạy đi xe Grab rất nhiều với gặp các anh Grab. Thì một là không dán, hai là dán những cái phim rẻ tiền ấy, có vài trăm một triệu ấy. Thì úi dồi ôi, nhìn đặc biệt là buổi tối nhìn cái đèn nó lóa cực kỳ hại mắt nhá. Mà cái đấy về lâu về dài ấy, không tiền nào có thể chữa nổi mắt cho bạn. Thật sự là như vậy. Nhưng cái kính xịn ý, bạn nên mua một cái kính xịn thì nó sẽ trong vắt. Nó sẽ trong vắt luôn và nó không bị bóng, không bị lóa. Thì cái mắt nó không phải điều tiết nhiều. Thì bạn giữ được cái mắt, mà cái đôi mắt là cái quý giá nhất của con người. Mà tiếc rẻ một ít tiền mà để hại mắt thì không tốt, rất hại sức khỏe. Thì cái kính 3M IR series này nó cực kỳ trong, nó rất trong luôn kể cả buổi tối. Và nếu mà càng sẫm màu, có nghĩa là độ xuyên sáng càng ít, thì nó càng trong. Thế nó mới thích. Đấy, đấy là một điểm nữa. Tiếp theo nữa là cái kính 3M, cái phim 3M IR series này ấy, nó lại làm được tráng cái lớp phi kim, công nghệ phi kim
chứ không phải là kim loại. Chính vì thế mà khi mà sử dụng điện thoại hay là GPS ấy, nó sẽ không bị chắn sóng. Thì cái này là một cái rất hay nhá. Nhiều những cái hãng phim bị mất sóng GPS hay là mất sóng điện thoại ấy, thì cũng hơi bất tiện một chút. Thì cái này tuyệt đối là nó không bị cái tình trạng đó. Các bạn nhìn thấy không? Nhìn ra ngoài cực kỳ rõ ràng. Rất rõ ràng luôn. Nhưng mà ở ngoài nhìn vào trong thì lại không nhìn thấy gì. Thế mới hay. Cực kỳ cun ngầu luôn. Tôi thích cái điểm đấy. Nhiều khi nó không chỉ là cá tính mà nó còn đem đến cái sự riêng tư. Nếu như ở bên ngoài mà nhìn vào không nhìn thấy, mà bên trong nhìn ra cũng khó ấy, thì tuyệt đối không thích nhá. Bởi vì như thế nó sẽ ảnh hưởng. Nhưng các bạn nhìn theo này, từ đằng trước sang bên này này, tất cả đều nhìn rất là ngon lành. Nhưng ở bên ngoài nhìn vào không được. Đấy, tôi thích cái phim cách nhiệt nó như thế, nó mới thể hiện cái độ xịn. Nói thêm về một số những cái chỉ số, ví dụ như chỉ số SPF. Các bạn cứ hỏi những chị em phụ nữ thì các bạn biết chỉ số SPF nó như thế nào. Cái kem chống nắng nó như thế nào. Cái kem chống nắng nó quan trọng với chị em khi bước chân ra khỏi cửa nhà nó như thế nào. Thì cái phim cách nhiệt nó y hệt như thế. Khi mà kem chống nắng, cái chỉ số SPF lên đến 50, thậm chí lên đến 80 để chống nắng cho làn da yêu quý của các chị em, thì chỉ số SPF của phim cách nhiệt IR series chỉ có mỗi là SPF 1000 thôi. Ok, kem chống nắng của tôi mua rơi vào khoảng tầm triệu mấy một tuyết bé tí này cũng chỉ là SPF 50 thôi. Tất nhiên chỉ số đấy là chỉ số chung rồi, đắt hay rẻ thì tùy từng hãng. Nhưng mà đấy, cái phim cách nhiệt này nó là 1000 cơ, cho nên nó sẽ rất tốt. Chị em nào mà quan tâm đến làm đẹp, chăm sóc da thì chắc là mua xe là phải dán ngay loại phim cách nhiệt xịt. Chứ không thì sẽ già rất nhanh, bởi vì khi mà tia nắng nó chiếu vào ấy, thì nó còn xảy ra cái hiệu ứng nhà kính, nó còn khủng khiếp gấp mấy lần. Thế cho nên, một lời khuyên nữa dành cho các anh em, mùa hè đến chính hè rồi, mua ngay phim cách nhiệt, dán ngay kính cách nhiệt khi mà xe vừa mới ra khỏi gara xong. Và đặc biệt, đừng lo dán loại rẻ tiền. Loại rẻ tiền thứ nhất nó không thể chống được những cái tia có hại. Cái tiếp theo là cái sự trong của cái kính đó nó không thể tốt được. Nó bị nhăn rồi, nó ánh sáng nó bị mờ, nó nhòe, hại mắt vô cùng. Làm ơn mua cho tôi một cái tử tế mà dùng. Tóm lại là mua cái tốt tốt mà dùng, đừng mua cái rẻ tiền. Nhiều khi các hãng xe, các đại lý xe kiểu cũng khó trách họ, nhưng mà họ nói là họ tặng cái phim cách nhiệt này, tặng phim cách nhiệt kia, nhưng mà cuối cùng kiểm tra trên máy thì nó là cái loại mà thực sự không tốt. Đấy, tôi chỉ tâm sự thế thôi. Còn các bạn cứ thực sự tự đi trải nghiệm để các bạn thấy rằng cái loại mà có thương hiệu nó sẽ tốt như thế nào. À, nhưng mà tránh mua phải cái thương hiệu giả nhá, bởi vì 3M trên thị trường ngày nay là giả nhiều nhất. Tại sao lại bị giả nhiều nhất? Bởi vì nó xịn, nó ngon, cho nên là nó rất hay bị giả. Cho nên là mua là phải mua chỗ nào uy tín. Đấy, tôi chỉ mách nhỏ các bạn thế thôi. Như tôi chẳng hạn, khi mua chiếc xe là tôi về tôi dán ngay cái loại Crystalline, loại tốt nhất. Một phát là đi mất gọi là cơ số tiền 20 mấy củ khoai luôn. Nhẹ như không, nhưng mà bù lại nó mát. Xe của tôi lúc nào cũng trong tình trạng đi 40 độ ở ngoài, nhưng tôi chỉ bật nấc gió nhỏ nhất và để điều hòa 25 độ thôi mà vẫn mát mê ly. Đấy, đấy chính là cái sướng, vừa tiết kiệm vừa bảo vệ sức khỏe. Thậm chí tôi còn không cần phải đeo kính mát nữa, không cần phải đeo kính râm nữa khi mà ngồi trong những chiếc xe như thế. Đấy, vậy thôi, cái clip này bắt đầu hơi dài dòng rồi, nhưng mà cái này là cái rất quan trọng, mà một cái lời khuyên chân thành là mua xe thì dán phim cách nhiệt ngay và dán loại tốt cho tôi. Đó. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ bấm nút subscribe và bấm nút chuông để theo dõi video thường xuyên hơn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.